dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch phố nối qua địa bàn huyện Văn Lâm có chiều dài trên 4 km với 13 vị trí móng cột. Đến nay huyện đã giải phóng mặt bằng được 12 vị trí móng cột. Vừa qua, huyện Văn Lâm tổ chức chi trả cho 28 hộ dân ở xã Lương Tài và Việt Hưng có đất nông nghiệp phải thu hồi để triển khai 12 vị trí móng cột thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3. Trong đó, xã Việt Hưng có 2 vị trí, xã Lương Tài có 10 vị trí móng cột. 100% số hộ đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ cho diện tích trên 1,1 hectare với tổng số tiền trên 3,3 tỷ đồng. Sau khi được bàn giao vị trí, một số móng cột đã được triển khai thi công nhằm đảm bảo không bị ảnh hưởng khi địa phương tiến hành đổ ải. Tuy nhiên, tại xã Lương Tài hiện còn một vị trí móng cột và hành lang lưới điện tại thôn Xuân Đào và thôn Nhật Tảo liên quan đến đất thổ cư và nhà ở của 5 hộ với diện tích 680m2. Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Văn Lâm đang khẩn trương phối hợp với các địa phương rà soát xác minh để sớm có phương án giải phóng mặt bằng cho vị trí này.